Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Ngày hôm nay thì Thành đang có mặt tại trục đường liên khu 45 và giới thiệu cho quý vị và các bạn một dãy nhà VIP nhất ở khu này. Đây là một cái khu đồng bộ. Quý vị có thể thấy này, đây là một cái khu nhà được thiết kế và xây dựng theo một cái phong cách gọi là chuẩn mực của một cái khu VIP cao tầng quý vị ha. Và cái nhà mình nằm ở trên con hẻm là hẻm 246 của đường liên khu 45 thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái nhà hôm nay Thành mang đến cho quý vị là một trong những cái căn nhà nằm trong cái khu VIP này với diện tích ngang 4 và dài 20m quý vị nhé. Và bây giờ thì mời mọi người di chuyển vào bên trong. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là cái khoảng không gian phòng khách của chúng ta rất là rộng rãi với diện tích tầm khoảng 40m2 đó. Rồi ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái không gian bếp nữa rất là dài và rộng luôn. Không gian bếp này nó cũng rơi vào tầm khoảng là 25m2 quý vị nhé, cực kỳ là rộng rãi luôn. Phía sau này tiếp tục chúng ta sẽ có một cái không gian phòng vệ sinh cũng như là giếng trời, nó rất là thoáng. Và đây là không